nhá, càng đứng im đi. Rồi, giơ tay lên. Giơ tay lên nào. Đúng rồi. Ừ. Nào đứng có dáng đẹp nào, dáng đẹp để cô bé là không, đứng lại đấy đi. Đứng lại đấy. Rồi, một dáng đẹp nào, tạo dáng đẹp đi. Nào càng đứng đi. Rồi. Đứng im nha. Ngồi im, ngồi im. Không, đứng lại đấy mà. Đứng lại đấy hút cái bé kia. Ừ, đứng đấy. Đúng rồi, đấy đấy. Rồi, đúng rồi, dáng đẹp đó. Đi. Đứng im. Rồi. Không, không, không. Ở đây. Càng không đứng im có bé sao được. Ai mượn không đăng vé mà không không cho quên đi lại đấy đi rồi đẹp góc đẹp có đứng mà đứng đứng không ngồi rồi đứng như đây gặp đứng đó rồi tạo dáng đẹp nào không 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 cho xiêm không cho xiêm nào đi lại đây đi lại bố bé xong rồi mới được xiêm nhá đi lại đây đứng là tạo dáng đi nghe đứng tạo dáng đúng rồi đó đứng thẳng lên đúng rồi tạo dáng đẹp nào ca để tay đầu đặt có dáng nào à thôi được đấy giờ mở mắt này ca nào đứng lại kia đi nhanh không không biết được cá đứng xuống đây đi nào đứng lại kia nào nào không cá không nhìn được bố không vẽ nữa nha nhìn đây nào nhìn đây nào ca nhìn lên ca đứng đây à đứng đây đứng thẳng đấy đứng thẳng đấy nào đứng thẳng đấy không được nghỉ đứng nhìn phải bốc xiên căng vào đây mà nào nhanh nào ngoan nào ngồi im đi đẹp này cả đẹp này
cá, ngồi im đi. Vì mình sắp xong rồi. Rồi thế. Cái ngồi đây nào. Đứng yên đi. Không, tôi quên chưa vẽ xong. Không, không được, không được. Chưa vẽ xong, cố chưa vẽ xong đi lại kia. Lại kia ngồi đi. Ngồi mất, đứng đã. Sắp xong rồi nha, cố lên. Nào đứng lên buông ngắm chứ. À đúng rồi, dáng đẹp đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Nào ca, ngồi im đi, nào ca. Rồi về có tô màu nhá. Bây giờ đứng im lên để bố tô màu nhá. Xanh. Đứng im đấy. Sắp đẹp rồi. Im đi, im đi, ca, im đi. Ca đứng lên nào, đứng lên nào, đứng lên có xem nào, đứng lên nào. Không 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 được xem có vẻ thật đẹp tận nhỉ. Ngồi đấy, ngồi đó, ngồi đấy, đúng rồi. Không cho xem. Nào, bố ca mong về là bố vô xem rồi nha. Bố vẽ rồi nha. Đi lại chỗ kia. Lại kia đứng. Đúng rồi, đứng im lại. Đứng im, bố vẽ xong rồi. Không có xem. Cá. Cá đứng lên đây nào. Đứng lên đi. Bố vẽ sắp xong rồi. Nhanh lên. Không. là lại xem à. Không. Không. Đi lại kia đứng đi. Đi lại kia đứng. Nghe đi. Đứng lên ca, đứng lên nào. Nhanh lên. Đúng rồi, ngồi im á.
À không, đứng đó, đứng sắp xong rồi, đứng im. Sắp xong rồi, một tí nữa thôi. Đứng lên nào, đứng lên có xem rồi. Con này chú gà coi không nhỉ, đẹp lắm cả. Bố không gà, bố tay nghề bố vẽ đẹp gì đó. Cá muốn coi không? Đây, cá đến đây. Muốn coi không? Đấy em chờ đây, lại chờ bố tí. Đấy em á, để bố soạn xử xong rồi đó. Nè 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 nè, không được. Đừng bố mà lờ tờ mờ. Cất hết đồ đi hả? Không được quay chưa? Nghe chờ xong chưa? Nghe chưa? Không cái bút đâu. Rồi, đứng đây chuẩn bị quay. Đây, đôi mắt màu nâu nè. Ôi trời ơi, đôi mắt vàng mật ong nè. Đấy, lông màu nâu nè. Ôi trời ơi, đẹp lắm. Không ngờ bố vẽ này với cái váy màu xanh này, xanh trắng này. Lấp là lấp lánh luôn, đẹp luôn, không cho coi đâu. Không, không được coi được. Đây, ngồi đây bố cho coi, đi xuống đây. Ngồi đây coi nha, không phải cắt gì để treo lên tường, nghe chưa? Nghe chưa? Này, 2 3 tay em. Đẹp chưa? Ca, đẹp không? Ai đây? Đẹp chưa? Đấy. Cà cà đấy. Đẹp không? Bà cà cà muốn lấy ra được rồi, được bốn đứa lấy cho cà cà. Lấy cho cà cà xem nhá. Đây. Cà cà đứng đây. Cà nhìn này, nhìn này. Đây này, tóc màu nâu này, màu vàng này, đây cái áo này, áo màu nâu này, áo màu đỏ này. Ừ đúng rồi, cái này này, cái này đúng rồi, đây này, có giống, nhìn có giống không, nhìn giống không? Ừ. Rồi váy màu sờ nữa này, váy này đó. Còn nữa này, ca nhìn đi, ca nhìn đi nè, nhìn không đẹp không? Đấy ca xem nhá, ca xem đi, đây này. Rồi ca ôm rồi ca đi ngủ nhá, cầm lấy đấy, bố vẽ cho ca, bố tặng cho ca đấy, ca xem kỹ đi. Đúng rồi, đẹp không? Cháu hư, bình tĩnh. Ôi thôi, thôi. Đẹp thế này mà ca chê à, ca xé của bố rồi. Ca làm rách rồi nè. Để bố dán lại nha, không làm hư nha. Không phải trân trọng như công sức bố vẽ mà. Được làm hỏng nghe chưa? Rồi cô dán lại xong một căng được làm hỏng nữa nhá. Cô ngồi cô vẽ 2 tiếng đồng hồ đó. Không được xế nữa nha, nghe chưa? Ôm đi ngủ, nghe chưa? Đây này, cái tranh của bố đó, bố vẽ đem lên cầm lấy, đúng là không được xế nữa nha, để bố dọn cái này ra được nha, bố mang sang bố trả cho chị Quỳnh, nghe chưa? Ngồi xem đi, ngồi xuống xem đi.